Thời điểm này, Na Đông Triều bắt đầu vào vụ thu hoạch lớn nhất trong năm. Năm nay, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều địa phương là đầu mối tiêu thụ chính phải giãn cách xã hội, nên việc vận chuyển tiêu thụ na gặp nhiều khó khăn. Vì vậy mà để chủ động đầu ra cho sản phẩm, thị xã Đông Triều đã chủ động kết nối với các sàn thương mại điện tử và hướng dẫn nông dân bán hàng trực tuyến trên mạng xã hội. Nhờ đó, na Đông Triều không chỉ được mùa mà còn được giá. Và mọi người nhìn đấy nhá, là siêu ngon siêu sạch luôn. Em ship khắp mọi nẻo đường nhá. Mọi người cứ lên đơn thì em ship. Nhà em na nhà em mới hái về nhá. Với một chiếc điện Siêu thoại ngon thông siêu minh, sạch luôn. chỉ trong buổi sáng Và hôm có nay, rất nhiều loại này. người nông dân Sang này từ đã chốt đơn 46, bán được 46 hơn một quả, tạ na 48 các quả loại. cũng có. Giá bán Giá bằng cách thì mỗi này loại khác cũng nhau. cao hơn so Na nhà với em bán nhập cho khẩu thương từ lái, chuẩn Việt Gáp. do giảm bớt được khâu Bao trung nhiêu gian. bao sạch luôn. Bắt đầu đến với chương trình bán online ấy, thì nó rất là gặp rất nhiều khó khăn vì tại vì là mọi người toàn ở xa xong rồi không tin tưởng hàng hóa và chất lượng, nhưng mà dần dần rồi nhiều khách quen thì mình làm hàng chuẩn thì cũng dần dần sau này cũng rất nhiều khách và được nhiều mọi người tin tưởng và cũng bán được khá khá là nhiều, có ngày thì đến vài tạ hàng tấn cũng có tùy theo. Không chỉ có những người trẻ mà ngay cả những nông dân lớn tuổi cũng tích cực sử dụng công nghệ để tăng doanh số bán hàng. Làm chương trình Nam Việt Gáp thì chúng tôi là bán qua mạng này, qua sàn điện tử. Chúng tôi là cũng không phải phụ thuộc vào thương lái nữa, chúng tôi là cũng tìm được cái đầu ra của sản phẩm. Là hàng sản phẩm tiêu thụ được đến tận nơi người tiêu dùng. Hai là về chất lượng thì được nâng lên. Nên là thanh toán, phương thức thanh toán của bà con thì chuyển khoản. Cho nên là bây giờ là bà con nhân dân thì cũng rất là hào hứng trong cái việc mà trang điện tử của các cái trang mạng để bán hàng. Đây là năm đầu tiên thị xã Đông Triều kết nối phân phối sản phẩm na Việt Gáp trên các sàn thương mại điện tử lớn như là Sen Đỏ, Vỏ Sò hay là Cúc Cu, đồng thời chủ động xây dựng và đưa vào hoạt động sàn thương mại điện tử Đông Triều Mart. Nhờ ứng dụng phương thức kinh doanh mới trên nền tảng công nghệ đã đem lại những hiệu quả rõ rệt ngay từ đầu vụ. Hiện nay đã có gần 100 tấn na được chủ động tiêu thụ qua các sàn thương mại điện tử và qua các trang Facebook, Zalo cá nhân của các hộ trồng na. Trong thời gian tới thì về phía Đông Triều cũng sẽ đẩy mạnh cái việc tập huấn, tuyên truyền, quảng bá và cho các cái kênh thương mại điện tử tiêu thụ để đẩy nhanh cái tiêu thụ na của Đông Triều, cũng như là giới thiệu được cái sản phẩm na Việt Gáp của Đông Triều đến đông đảo người tiêu dùng biết đến. Cái thứ ba nữa là đảm bảo được cái ổn định về giá cho người sản xuất, tạo cái thị trường nó ổn định, cũng như là góp phần cho cái thu nhập cho cái người trồng na trên địa bàn. Trái ngược với dự đoán được mùa mất giá do việc tiêu thụ nông sản gặp khó trong thời điểm dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Nhưng nhờ sớm chủ động áp dụng linh hoạt các hình thức bán hàng, nhất là bán hàng trên nền tảng công nghệ số, mà người trồng na ở Đông Triều đang rất vui mừng phấn khởi vì vừa được mùa lại vừa được giá.